tuần này cái tới đây là chúng ta có cái tin trước nè, forecast nè, thực tế nè. Chúng ta 9 giờ tối hôm thứ ba này, thứ mấy ta? Hôm nay là thứ ở đây thứ ba nè, tối 9 giờ nè. Ngày mai các bạn chú ý là có phát biểu của New Zealand, cũng tin nhỏ thôi. Không có gì là không có gì lớn. Nhưng mà chúng ta sẽ tiếp đây. Nhớ nha, 1 giờ sáng tối ngày mai, tức là rạng sáng thứ năm và đêm ngày thứ tư, thì ngày mai các bạn sẽ thì hôm nay video này mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái hướng của thị trường, và mình sẽ lưu ý các bạn một cái cách quản lý lệnh như thế nào, thì vài cái hướng mà thị trường có thể phát triển và để chúng ta quản lý lệnh cho tốt khi mà thị trường nó FOMC nó ra nè, ra tin lãi suất của ngân hàng Mỹ nè. Sau đó buổi chiều sẽ ra tin tức của bên Euro. Đấy, có hai tin tức lớn. Thứ sáu thì chúng ta sẽ có non-farm payroll vào tối. Vì vậy thứ năm, thứ sáu này, tối thứ tư, rạng sáng thứ năm, và chính xác là chiều tối ngày thứ sáu là tin tức lớn, nên các bạn sẽ quản lý lệnh theo dạng là đánh ngắn hạn cho mình nha. Rồi, chúng ta nhìn lại cái hướng. Rồi, tuần này thì chúng ta hơi hướng nhìn dài hạn xíu. Lấy cái tool vẽ ra. Video quay rồi, đang quay rồi. Thị trường vừa rồi hồi rất là nhiều. Rồi à. Đây. Mình không biết là giải thích bao nhiêu lần cho các bạn nữa, nhưng mà thị trường có phải là nó hồi đỉnh từ ngày 29, tức là đầu tháng 10 năm 2022 tới bây giờ không? Nó hồi như thế. Mà các bạn xem này. Fed nó tăng lãi suất. Lâu quá nào. Đây, Fed nó tăng lãi suất đỉnh điểm là cuối tháng 9 nè. Cuối tháng 9 nó tăng 0,75 điểm. 0,75 điểm, hiện tại thì nó giảm tốc rồi. Ha. Kỳ thứ ba gần nhất thì nó tăng có nửa điểm thôi, và hai kỳ vừa rồi nó tăng có 0,25 điểm thôi. Có vẻ như lãi suất không còn hiệu quả nữa. Thì theo phân tích cơ bản á, thì họ phân tích là lãi suất không còn là một cái kênh hiệu quả nữa, điều tiết nền kinh tế, và nó còn nhiều cái yếu tố ảnh hưởng nữa. Và hiện tại thì kỳ này dựa vào kỳ trước thì họ mới dự đoán là đây là lên 0,25 thôi. Nhưng điều gì xảy ra? À, cái đó là ngày cuối cùng mà tăng mạnh là tháng 9, cuối tháng 9. Cuối tháng 9 khi mà lãi suất tăng 0,75 thì tự dưng vào tháng đây, lãi suất tăng 0,75 điểm thì thị trường bật ngược lên, nhưng mà cả một giai đoạn là thị trường nó điều chỉnh xuống rất là sâu đúng không? Vậy thì có những bạn đánh phân tích cơ bản thì cứ liên tục mua là cũng không đúng, tại vì nếu mà bỏ qua vai trò của phân tích kỹ thuật á thì các bạn sẽ mất đi nhiều cơ hội. Thậm chí các bạn mua ở đây thì bây giờ là gần như còn có 30% lãi thôi. Vậy thì việc mà lãi suất tăng liên tục nó không làm cho đồng đô tăng liên tục. Các bạn đừng có hiểu nôm na như vậy. Hiểu như vậy rất là ngắn gọn và nó không đủ ý. Hiện tại thì đô đang di chuyển như thế này. Nếu mà bỏ qua phân tích cơ bản mà nói về mỗi phân tích kỹ thuật không á. ABC này chúng ta bỏ nha, chúng ta xong rồi. Nay chúng ta có cái ABC mới nè. Minh ly thì thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng. Weekly thì sau khi thị trường hạ cánh an toàn, để lại một chút xíu về đai divergence. Đối với daily thì chúng ta thấy rõ hơn, là một cái mẹo mà mình hay chỉ các bạn á, là khi các bạn flip thử cái này nè, thì các bạn thấy có phải là cái này nó loanh quanh tới 50 không? Từ 50 trở xuống thì chúng ta tạm định nghĩa, tạm dùng nó như một cái dấu hiệu được gọi thị trường, gọi là thị trường kiệt sức á. Nên với mình thì đây là thị trường kiệt sức, nhưng mà nếu chúng ta nhìn qua mỗi mắt đi thì chúng ta không nhìn toàn cảnh được.
Bởi vì đây không, với mình thì 1, 2, 3, 4 như thế này, mình không cho rằng đây là key level lớn nhất của thị trường. Kỳ trước đã phân tích vài lần cái này rồi, thì tóm gọn lại là dù cho đây, ví dụ như nó là ABC lớn nhất của thị trường, chúng ta có cái gì? Chúng ta có thị trường lên thẳng không? Phá cái đỉnh này, retest lại cái đỉnh này một lần nữa. Còn nếu không phải thì thị trường cũng phải như thế này, sau đó xuống rồi nó lên. Đúng chưa? Đây là trường hợp, đây là B wave và cái gốc A wave nằm đây rồi nè. Tức là nguyên cái này là một sóng rồi nè. Có một trường hợp khác nữa, nó chỉ khác tí xíu thôi. Tức là AB, cái B wave của chúng ta là một cái này cơ. Sau đó cái A wave, cái gốc sóng nằm đây, nó khác tí xíu thôi. Nhưng các bạn nhìn chung đi, có phải ba màu này đều ám chỉ một cái lần là thị trường sẽ lên không? Nên tiếp theo là chúng ta sẽ dự đoán là đồng đô sẽ phục hồi trở lại. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ dự đoán đô la index sẽ tăng lại. Đô la index tăng lại. À xin lỗi. Rồi, tiếp tục là cái đô la index này chúng ta sẽ nhận định là dù cho thị trường nó làm cấu trúc nào đi chăng nữa thì chúng ta đều hướng lên, và chúng ta đang giải quyết cái bài toán là liệu rằng nó lên luôn chưa, và trong vòng ngày mai và ngày mốt, nay là ngày mai và cuối tuần, ngày mai là thứ tư á và cuối tuần là thứ sáu, là hai ngày này đều có tin tức, nên cái kịch bản mà chúng ta sẽ làm đó chính là hướng theo cái phân tích kỹ thuật. Chúng ta hướng theo phân tích kỹ thuật thì rất đơn giản. Nếu FOMC ngày mai nó ra thì có thể là đô nó lên thẳng. Còn nếu nó không, nó không lên thẳng mà nó lại cắm xuống thì những cái tin tức thứ sáu nó sẽ đẩy lên, nhưng mà chúng ta chỉ hướng là hướng lên thôi. Vậy thì khi nó xuống như thế này chúng ta vẫn nhắm lên, và chúng ta lập toàn bộ kế hoạch cho việc nhắm lên, và chúng ta bảo vệ những cái lần mà chúng ta nhận định sai và nó cắm xuống như thế này, và chúng ta sẽ giải quyết những trường hợp đó như thế nào. Và để xem cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ qua bên euro. Hiện tại euro thì các bạn nhìn này, động lực thị trường là như thế này đúng không? Như thế này không phải là cứ nhìn thấy divergence là 100% thị trường sẽ đảo chiều đâu nha. Đừng có suy nghĩ ngây ngô như vậy. Thị trường đang di chuyển ở cái mảnh cuối này chậm chạp này. Các bạn nhìn vào trong này sẽ thấy divergence bên trong cái mảnh này nè. H4 thử nè. Đấy, divergence nè. Divergence từ đây giảm xuống tới đây, từ đây giảm xuống tới đây, tức là chúng ta đang có hiện tượng là động lực thị trường giảm. Vậy thì dù cho thị trường muốn lên tiếp, nó phải xuống đoạn rồi nó mới lên, tức là chúng ta đang dự đoán thị trường sẽ làm vùng hồi sau đó lên tiếp, hoặc là chúng ta đang kiếm cái đỉnh của vùng hồi trước khi thị trường hồi rồi mới lên tiếp. Và chúng ta đang có hai tin tức lớn chuẩn bị ra thì không biết cái nào mới là cái đẩy thị trường đi đây. Tại vì nếu mà tin đô nó ra nó sẽ đẩy thị trường đi và nó đẩy toàn bộ cái này đi. Còn nếu mà tin đô ra không đẩy thị trường đi thì nó sẽ làm cho cái này nó sideways. Và khi mà thứ sáu euro tin ra thì có mỗi euro đi thôi. Còn những thị trường khác nó cũng đi nhưng mà đi tí xíu à, chứ nó không đi mạnh. Thì cái này riêng về cái mảng phân tích cơ bản và news trading nó rất là khó mà mình chưa chia sẻ với các bạn. Chưa có thời gian đâu mà chia sẻ cái này. Nên mình sẽ tóm gọn vậy như vậy. Còn để nhận định cái hướng đi thì chúng ta sẽ cùng xem H1 liệu chúng ta đang có cái gì. Chúng ta đang mong chờ thị trường hướng cái C wave đúng không? Nó xuống rồi nè. Cuối cùng thì nó cũng kiếm được cái C wave. Thì đây là một cái running flat chưa dám gọi là hoàn chỉnh nha. Chưa dám gọi là hoàn chỉnh. Tại vì khi các bạn học running flat thì cái spine này nó phải có hình dạng với cái spine này. Nhưng cái này đâu phải spine đâu. Nên nó sẽ lên cái này rồi nó lại xuống nữa. Rồi nó lại lên nữa. Nếu như vậy thì một cái running flat của chúng ta hình dạng như thế này. Nó quá rắc rối. Cái B wave nè. Sau đó cái A quay nè. Đó cái C quay này quá rắc rối. Và chúng ta cũng không lập kế hoạch đi try cái này, mà chúng ta sẽ bám vào những cái thực tế. Thứ nhất, thực tế đầu tiên chúng ta còn một cái tỷ lệ nho nhỏ, đây là running flat. Vậy thì running flat hay không running flat, cái cách mà chúng ta làm vẫn là hướng trọng tâm vào key level chúng ta mới đánh được, chứ chúng ta không dò đáy. Không dò đáy. Sở dĩ không dò đáy là vì chúng ta đang thấy thị trường nó có động lực giảm giảm từ cái số 3 đối với cái số 5. Nhớ nha, thỉnh thoảng ôn lại. Số 3 với số 5 mới là cái được không, dùng đúng từ là so sánh giữa 1 2 3 và 5. Vì đây là một sóng và đây là một sóng nha, chứ dùng số 3 không thì cũng hơi thiếu. Vì 1 1 2 3 sẽ là một sóng và sóng 5 sẽ là một sóng về cấp độ thị trường.
Còn nếu mà cái này không xảy ra thì tức là chúng ta đang có là 1, 2 và các bạn đang đo sóng này với sóng này. Trong đó cả cái này là sóng số 5. Nên gọi tắt thì gọi như thế này thôi, còn gọi đúng nghĩa là chúng ta phải gọi 1, 2, 3. Và khi thị trường di chuyển như vậy thì chúng ta có quyền nhận định thị trường sẽ xuống thẳng. Vậy thì các bạn thấy đó, thị trường ở đây cấu trúc hai chiều, chiều lên cũng có, chiều xuống cũng có, nghe có vẻ ba phải đúng không? Nghe có vẻ ba phải không? Ông nhận định gì mà lên cũng có, xuống cũng có. Vì thực tế nó như vậy, có những đoạn thị trường mà chúng ta chỉ thấy một hướng thôi, hoặc là 3, 4, 5 cái kế hoạch đều hướng lên hết. Giống như cái này. Kế hoạch nào thì chẳng nữa chúng ta cũng đều phải hướng lên hết, hoặc là đây flat xuống cũng phải hướng lên, hoặc là đây là một cái B way cũng phải hướng lên, hoặc là đây là cái A way, B way như này nó cũng hướng lên, hoặc cái này hoặc cái kia nó đều hướng lên hết. Vậy chúng ta có cái hướng lên, chúng ta chỉ cần giải quyết cái bài toán là liệu rằng đây có phải là đáy của thị trường hay không thì chúng ta mua thôi. Đấy, có những lúc thị trường nó ưu đãi như vậy, còn có những lúc thì không. Vậy ở chuyện thị trường này nó lên cũng được mà nó xuống cũng được. Rồi, để chúng ta lập cái kế hoạch để làm sao để bảo vệ được đây. Đô có vẻ như đang di chuyển luôn nha. Thấy nó có vẻ tăng mạnh này. Rồi, vậy thì để coi key level nằm đâu đây. Key level nó chiếu theo MACD thì được gọi là thị trường giảm động lực và nó nằm loanh quanh ở vùng này đúng không? Rồi các bạn có tin là thị trường có divergence mà nó cắm xuống không? Tin này không? Không tin thì sẽ cho coi một cái case study. Cái này nó xuất hiện nhiều rồi. Đây. Nhớ cái này không? Động lực nè. 1, 2, 3. Đấy. Divergence này ha. Rồi. Trong cái số 3 này có 1, 2, 3. Hai cái này divergence này. Đấy. Rồi này 1, 2, 3 cuối nè. 1, 2, 3 lớn nè. Và 1, 2, 3. A, B, C nè. A, B, C nè. Sau đó lại là A, B, C. Vậy thì thị trường cần phải hồi lại dù cho nó muốn lên tiếp. Còn không nó sẽ đảo chiều luôn. Đấy, chỗ này chúng ta dùng rất tốt cái thông tin này. Mình xem lại những cái video ngày hôm nay sẽ thấy nha. Mấy bài ngày này nè. Nhưng mà tới đây chúng ta thấy cái gì? Thị trường có divergence, đúng chưa? Thị trường có mảnh xuống nè. Xuống, 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 nó có divergence. Nếu mà các bạn cứ nhận định theo kiểu là divergence có rồi và bắt đầu dò đáy á, thì thị trường sẽ sideways và cắm thẳng xuống. Thì cái này chính là cái mà tạo lập thị trường nè. Đấy, nó sẽ đổi chiều cả một cái mà các bạn thấy. Đấy, giờ mà bấm nút buy nha. Buy. Rồi, bấm buy nè. Buy, 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 buy. Thì thị trường dò đáy nè. Thì thị trường nó sẽ bập xuống cái và chúng ta sẽ có cái WSY. Đấy. Tầm phẳng nó là lỗ hết 13.000 đô. Nên chúng ta không dò đáy trong trường hợp này mà chúng ta có cái xu hướng buy, nhưng chúng ta phải theo cái nguyên tắc là khi nào phá key level này chúng ta sẽ nghĩ đến lệnh buy. Và tối ngày mai, tối tối theo giờ Việt Nam thì là gọi là nửa đêm ngày mai, rạng sáng thứ năm, thì từ giờ cho đến ngày mai nếu có lệnh buy thì chúng ta sẽ nhìn mong cho thị trường phá cái key level đi. Sau ở đây thì chúng ta có thể đánh new trading và thị trường lên. Còn không thì chính cái tin tức đó sẽ làm hại các bạn và di chuyển xuống luôn. Vậy thì ở đây nếu chúng ta phải kết luận cái xu hướng nào thì thật là quá thiếu thông tin. Thiếu thông tin quá. Rồi. Nên bây giờ không có một hướng cụ thể nào. Hôm nay chúng ta hơi bị đuối nha. Euro không biết đang theo xu hướng nào. Các bạn đừng có chạy theo mấy cái nến nhỏ xíu này. H1 với mình về là nhỏ xíu luôn. Một cái spy lên mà các bạn nghĩ đây là cái reaction đánh lên, nó đảo chiều nhanh lắm. Mình bị cả tỷ lần rồi. Đừng có chạy theo nha. Kệ nó. Nếu mà euro di chuyển như thế này, khó phân tích quá. Rồi, nhìn cấu trúc lớn hơn thì chúng ta đang có một cái key lớn nằm đây. Trong đó thì ở H4, quay lại H4. Quay lại H4 chúng ta không có cái mảnh nào từ góc sóng này. Ở đây, chúng ta có hai mảnh nhỏ, ba mảnh nhỏ. Chúng ta filter xem nhé, đánh dấu từ đây. Này, filter một cái gần như mất tiêu rồi. Key level nằm dưới này mới đúng.
level nằm dưới này lại khó nữa. Thứ nhất key level xấu, thứ hai ở đây mình chả làm ăn gì được với cái key level này, mà trong khi chúng ta cần biết cái xu hướng của ngày mai như thế nào. À, khó là chồng khó rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đặt cái ABC lên đánh dấu rằng thị trường nó đang giảm đi động lực thôi. Còn key level nhìn nằm nó rất là xa và không sử dụng được. Vậy thì chúng ta chỉ có một bài toán duy nhất, chính là chúng ta sử dụng chính cái mảnh cuối này và chỉ được mảnh cuối này, không có liên đới với bất kỳ mảnh nào ở đây đâu nha. Rồi, cứ tạm thời chưa biết nha, coi như chưa trả lời nha. Xem thị trường nó gợi ý gì không. Euro lên nhưng mà ông này xuống. À, thú vị đây. Ông này lại lên. Rồi, ông này cắm đầu xuống rồi. Aussie thì các bạn có sợ cái này không? Có sợ không? Tập đi, tập trade đi nha. Những cái spy lên như thế này đừng có sợ nó nha. Cứ nhìn cấu trúc lớn nè. Cấu trúc lớn chúng ta có cái gì? 1, 2, 3, 4, 5. Vậy thì đây chính xác là một nơi để dò đỉnh. Mình đánh dấu thẳng cái nơi này rồi. Các bạn có thể dò đỉnh. Còn nếu bạn nào mà chưa biết dò thì công thức, đây là công thức đơn giản nha, không phải là công thức phức tạp nha. Công thức phức tạp thì nó liên quan đến price action và các bạn cần phải kiên nhẫn nữa. Chẳng hạn như đây là phức tạp nè. Đây retest lần, sau đó lên lần nữa, rồi chờ retest nữa các bạn đánh xuống. Đây là phức tạp rồi. Và đôi lúc thị trường nó không làm như vậy, nó xuống thẳng luôn. Thì có một cái đó chính là các bạn nhìn vào reaction này, các bạn chia cái lệnh ra 100 đô. Thì các bạn sell ở đây và stop loss, đừng có stop loss đây, stop loss trên này cái. Này, ví dụ như chỉ 50 đô thôi. Thị trường mà xuống thì các bạn có lãi. Có lãi chắc không phải được 150, tại vì nó chặn cái đáy này dưới. Còn nếu không thì thị trường trường sẽ lên cái nữa. Các bạn, việc các bạn đã khóa này 50 đô rồi, các bạn đang dò đỉnh mà. Nhưng các bạn kệ nó luôn và các bạn đặt tiếp cho mình một lệnh sell stop với stop loss tại vị trí này. Đấy, xong nó tại vị trí này. Và cái số đô của nó sẽ là 70 đô, 7 đô hoặc là 75 đô, 75, 7, 70 đô đi. Tại sao lại như vậy? Vì khi thị trường xuống dưới này thì chúng ta sử dụng cái ABC đây để chúng ta làm một cái lý do chúng ta phá key level và chúng ta chờ hồi chúng ta sell xuống. Và một hơn hết là cái thời điểm này là cái thời điểm giao thoa giữa tin tức, nên rất có thể thị trường sẽ cắm thẳng xuống và mình lãi rất nhiều ở những cái lệnh như thế này. Còn tại sao lại 70 thì lý do là khi nó xuống như thế này, các bạn sẽ sell sell stop, thị trường sẽ cắn lệnh của các bạn một cách thụ động và các bạn stop loss ở đây 70 và đồng thời các bạn sẽ dời cái lệnh đang stop loss trên này 50 nè. Các bạn dời xuống cái vị trí này các bạn đặt chung luôn. Thì cái này đang 50 mà nếu dời ở đây nè. 25 đô nằm đây nè. 25 đô nằm loanh quanh đây thì xuống đây chắc là 20 đô nên mình mới tính là khoảng 70 ở đây 30 đô chứ, xuống đây còn lỗ 30 đô thôi. Đấy, lệnh ban đầu sẽ dời xuống dưới này. Đấy là một cái kế hoạch mà mình hay làm, mình rất hay làm ở những cái buổi tin tức. Kiểu như là đặt cái tên nó gọi là gì ta? Gọi là cố trade. Mình cố trade, mình cố gắng kiếm một cái lý do nhỏ nhất nào đó mình trade. Vì khi này là một cái nơi gọi là tiềm năng để mà chúng ta bắt xuống. Thị trường có hết cấu trúc, thị trường phá key level. Thị trường làm gì nữa? Thị trường làm tiếp 1, 2, 3, 4, 5. Là thị trường làm gì nữa? Thị trường có tin tức, nên rất có thể là tin tức ra cái là nó sẽ chạy. Nên nếu và ngày mai mà thị trường loanh quanh đây thì mình sẽ làm y xì kế hoạch mà mình nói mới nói các bạn. Lên đây 50 đô, tức là 100 đô cho một một đơn vị tiêu chuẩn mà các bạn hay vào nha. Đây 50, thị trường mà lên cái nữa mình đặt sell stop đây 70 đô. Thị trường cắn lệnh cái mình về đây. Mình được 70 đô stop loss. Trên này dời xuống thì cái stop loss ban đầu 50 giảm còn 30 là vừa đủ 100. Đấy, nếu phải cố trade thì mình làm như thế này. Còn bạn nào đánh SMC thì gì đó nhiều phương pháp lắm, hoặc là MA cắt nhau cũng được, tùy các bạn nha. Ở đây di chuyển xuống, mình rất thích cái lệnh này để mình đánh dấu lại mai mình đánh. Vậy thì Euro chúng ta không có tín hiệu, mà dạo này Euro phân kỳ với lại nó không có correlation với lại Aussie nha. Ông này chắc là cắm đầu xuống à. Ông cắm lên à. À đúng rồi, Aussie xuống, ông này lên. Coi em New Zealand coi. New Zealand lại trả lời không. New Zealand lại muốn di chuyển lên. Dưới góc độ của mình thấy thì cấu trúc này tương tự với Aussie, nhưng Aussie đẹp hơn. Aussie đẹp hơn. Aussie là các bạn có nè.
1, 2, số 3 rất là mạnh đúng không? Số 3 mạnh nè, số 4 và chúng ta xuống. Cấu trúc này rất rõ ràng, nhưng mà cái vùng hồi này lại không rõ ràng. Vì vùng hồi này nó đang hồi ở WXY, nên các bạn buộc phải dùng cái từ là dò đỉnh. Còn New Zealand thì lại khác. New Zealand nó có cấu trúc xuống tương tự là 1, 2, 3, 4, 5. Đây, sao thấy chưa? Nhưng mà sóng 3 của nó chậm hơn, yếu hơn. Bên trong nó cũng có 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Nhưng mà được một cái là đối với chúng ta giải thích cái lệnh trước. Lệnh này là lệnh lỗ hay lệnh lãi? Đây là lệnh lãi nha, không phải lệnh lỗ nha. M15 sell 50, sell 50 stop loss trên này. Này, stop loss trên này chưa có đụng nha. Đúng công thức sell 50 stop loss trên này, thị trường xuống và thị trường retest lại cái vùng này, thì những lệnh sell 50 các bạn đặt hết vào break even. Là lệnh này sẽ là một lệnh đúng công thức và hòa vốn, chứ không có lỗ nha. Thì đây là cái giá của việc trade M15. Này không được M15 nữa, này được M5 mới đúng. Này M5 dưới đây còn chưa có mảnh nào nè. Đấy, trade M5 thì nó sẽ có cái giá như thế. Tỷ lệ thắng nó thấp. Rồi, hôm nay thì mình hướng dẫn cho các bạn thì MACD thì thấy đây là năm sóng. MACD thì chỉ ra được đây là năm sóng. Rồi, nên việc mình làm đơn giản đó chính là mình dò đỉnh Aussie và mình đặt một lệnh sell stop chạy chỗ này. Ở đây. Nếu đâu là đỉnh thì mình về lên tới đó, đặt 100 đô và take profit ngay chỗ này. Ngày mai tin tức ra mình kể. Nó đi di chuyển loanh quanh đây thì mừng. Chừng nào mà nó spike lên như thế này, tức là chúng ta đang nhận định đây là sóng số 5. Sóng số 5 là sóng C khi chúng ta ghép vào cái mảnh như thế này. Nên khi nào C không còn nữa, có hai cách. Một là C nó spike mạnh lên. Hai là chúng ta sẽ thấy cái chỗ này ABC không còn là ABC nữa, bằng cách là chúng ta đánh dấu cái này, cái đỉnh này. Khi thị trường mà nó di chuyển lên thì tự động chỗ này mất đi, thì chúng ta sẽ bỏ cái việc sell stop này. Còn lại các bạn cứ việc đặt sell stop này và ngày mai trải nghiệm tin tức thử. Mình đang đặt sell stop như thế này á, sell thêm á, chứ mình có cả nùi lệnh rồi. Đây, và take profit. Take profit sẽ take profit một ở đây, mà mình đang để take profit là cái vùng tròn số đang là 0.6, nên mình đang đang để take profit là 0.62. Dời xuống dưới này xíu, mấy cái này xóa nha. Đấy, vậy thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn thêm một lệnh nữa. Lệnh này có cấu trúc xấu hơn một xíu nhưng mà cũng tương đối đó, nhưng mà entry của nó thì đẹp. Vậy Aussie và New Zealand đang di chuyển xuống, có cấu trúc xuống. Lưu ý không bấm sell luôn đối với cặp này nha. Cặp này thì bấm sell luôn được, dò đỉnh được. Cặp này thì không nha. Còn bạn nào mà dò đỉnh cặp này thì sell đây, phải stop loss chắc trên này quá. Tròn số 0.4, 0.635 được nè. Stop loss hơi xa. Rồi, vậy thì hai cặp này cho tín hiệu bán. Euro chúng ta không biết, nhưng tạm thời sử dụng tín hiệu từ Aussie và New Zealand nha. Rồi, vậy thì chúng ta đang hướng thị trường xuống thông qua việc là Euro đang có nhiều divergence, không rõ là nó xuống hay không, nhưng Aussie và New Zealand thì gợi ý xuống. Đối với bảng Anh, ủa sao hai cặp Âu này hướng lên, hai cặp Á thì này cũng hướng lên. Vậy có mỗi Aussie là hướng xuống à? Cặp này chúng ta đang ở đây nè. Xuống cái nữa. Mỗi lần quản lý lệnh, quản lý những cái tài khoản mini á, mình vào có khoảng nhồi thì 0,5% một lệnh, nhồi maximum thì cũng 2% cho một lệnh đơn. Nhồi tối đa quản lý vốn á, thì khoảng 3% cho một lệnh tổng. Một lệnh tổng tức là cộng dồn lại 3% đó. Sau đó nhồi rồi quản lý rủi ro, sau đó là trade trong quá trình này. Thì khi mà xuống như này thỉnh thoảng là mình gấp đôi tài khoản luôn á. Tại nhồi rất là nhiều lệnh, biết chỗ nhồi á, nhồi rất là nhiều lệnh. Đây những cái lệnh này lệnh của tháng không? Rồi, ABC đang dọn sẵn rồi ha. Ủa sao này 1.25? ABC dọn sẵn nè.
Đây, ABC dọn sẵn nè. ABC này là 50% đúng không? Chưa được 50 tốt, càng dưới 50 càng tốt. Vậy thì chúng ta tạm để đây là ABC nha. Rồi, key level nằm đâu? Key level nằm đây. Rồi thử coi đây có phải là đỉnh không, hay là nó bò lên rồi nó bắt đầu cái màu xanh nó mới xuất hiện. Tức là màu đỏ sẽ tiếp tục lên, sau đó màu xanh mới xuất hiện. Chúng ta chưa biết đỉnh ở đâu nên chúng ta phải xem cái mỗi cái mảnh này thôi, đánh dấu lại. Quickly như nào nào. H4 thì chúng ta đang có cái này mảnh to nhất, thì đây là ABC của thị trường. Đánh dấu lại thì mượn cái này đi. Số 3 nằm loanh quanh đây, số 4. Thị trường có cái mảnh cuối tại vị trí này. Thị trường nó đang vì cái mảnh này vẫn chưa kiếm được một cái mảnh này ráp vào. Ở đây không ráp được vì đây là sharp move. Nghĩa là sharp. Còn đây là slow move không ráp được. Nên chúng ta vẫn còn đang thiếu một mảnh sharp giống như euro. Mình gặp rất nhiều trường hợp như thế này rồi. Một là nó thiếu một cái mảnh sharp, tức là A, B, C. Thì mảnh màu đỏ này sẽ ráp vô cái mảnh màu xanh đầu tiên này. Sau đó thị trường còn lên nữa thì mới hoàn thành một cái chuỗi sóng như thế này. Còn không thì chúng ta đâu đó có một sóng B mà chúng ta phân tích sai, và thị trường đang là mảnh C bò lên. Vậy thì cái bảng Anh này, bài toán tương tự như Euro. Và chúng ta đang có Divergence ở mọi mặt trận luôn. Mặt trận cuối thì chưa có thôi. Nó nằm đây nè. WXY. Vậy thì nếu tổng hợp lại tin tức giữa phân tích cơ bản, Dollar Index, Euro và bảng Anh thì mình đang có hiện tại thì để gọi là cái yếu tố quyết định thì chưa, tại vì key level chưa phá. Nhưng mà mình thiên về chắc nếu mà nói về cảm giác thì cũng phải 70% là thị trường sẽ phục hồi lại, ít nhất là vùng này. Đây nói ít nhất nha. Ít nhất là vùng này, bảng Anh sẽ sập xuống. Chỉ là Euro và bảng Anh chưa có một cái tín hiệu quyết định nào đó theo cái bộ nguyên tắc mà chúng ta đề ra để chúng ta làm việc. Rồi, mình vẫn giữ quan điểm là thị trường xuống xuống nha. Ngày mai mà nó sideways ở đây là biết ngay. Thị trường như thế này á là nó có những cái vùng, tức là nó hồi sâu sau nó bật mạnh, bật mạnh, bật mạnh, bật mạnh, bật mạnh. Khi mà thị trường sideways trên vùng này là người mua yếu rồi, người mua yếu sinh lý rồi, bắt đầu nó sẽ có một vùng hồi to hơn trước khi nó quyết định là đẩy lên. Hai ông này khó quá, chưa biết coi ông bà Gen rồi. Gen là chúng ta vừa hoàn thành cấu trúc này rồi nha. Những cái nhận định ở đây thì mình hướng dẫn các bạn là có một cái spy lên như thế này rất rõ để chúng ta mua vào, nhưng thị trường thì lại không màu hồng như thế, nó quyết định là spy và đi thẳng luôn. Thì những bạn mà đánh SMC thì chỗ này lại lãi. Có nhiều bạn đánh SMC đánh chỗ này buy nhiều lắm. Mình thì cứ một bộ nguyên tắc. Nên đối với phương pháp của mình, bỏ trắng cơ hội luôn, không gọi được. Mặc dù chúng ta vẫn luyện tập là chúng ta nhìn cái hướng đúng, đúng chưa? Rồi, nếu mà nhìn ở khung thời gian lớn hơn weekly thì chúng ta thấy chúng ta hồi vẫn chưa đủ. Đối với ông này chắc phải hồi sâu hơn. Hồi sâu hơn tới tiết vùng này mới lên được 1.21. Đó là giả định thôi. Rồi, kiểm tra giả định này có cơ sở không? Hiện tại là có cơ sở nha, vì chúng ta đang ở Divergence. Vậy thì cơ sở đó nằm ở đâu? Cơ sở nó nằm ở đây. Key level nằm đây. Rồi, liệu rằng chúng ta có nên bán từ bây giờ không? Câu trả lời là tuyệt đối không. Tuyệt đối không. Chừng nào mà sóng cuối nó có key level, tức là sóng này ít ra nó có key level, thì chúng ta mới nghĩ đến lệnh sell nha. Kinh nghiệm của mình rút ra là nhiều khi ham cái lệnh này quá. Và các bạn biết là mình trải nghiệm daily, weekly và mỗi lần như thế thì mình phải gần như là vài tháng mới trải nghiệm xong một cái. Nên bây giờ mình đưa cho bạn một cái tổng hợp và trải nghiệm là cái này đang là kinh nghiệm xương máu đó. Tức là mình đã từng thấy cái này là ABC.
và quá mong chờ nó, tập trung hết nguồn lực và bắt nó. Điều đầu tiên xảy ra đó chính là mình bị soft load vài cái. Điều thứ hai là mình khi mà mình nhìn lại, có lúc mình nhận định sai, thị trường nó như thế này lên luôn, chúng ta đang có 1, 2, 3. Mà mình đang muốn bắt lệnh sell nên mình bỏ lỡ toàn bộ cơ hội này. Đây là cái sai thứ hai. Cái thứ ba nữa là mình nhận định đúng và thị trường sẽ sập xuống. Nhưng trước khi nó sập xuống, toàn bộ là những cái cơ hội ngắn hạn và trung hạn mua lên rất đẹp luôn. Đấy, mình có thể đó, kiếm chác một ít ít trong này. Vài ba lệnh như thế cũng đủ rồi, cũng 1R, 2R chứ bộ. Nhưng mình bỏ lỡ toàn bộ luôn chỉ vì mình ham ABC mà mình nhắm xuống. Đấy, ba cái tác hại mà các bạn sẽ bị. Vì vậy các bạn sẽ nhắm cho mình là đây là ABC. Nhưng với nguyên tắc chúng ta làm gì? Chưa đủ điều kiện nó gọi là ABC. Vì vậy không dò đỉnh là không dò đỉnh. Vậy thì trong này chúng ta có cái gì? Các bạn có thể sử dụng cái góc sóng ở đây cũng được. Ở đây chúng ta có một cái vùng để chúng ta canh hồi lại và chúng ta sẽ tiếp tục đánh lên. Nếu thị trường hồi lại bên trong nó có key level, các bạn tiếp tục đánh lên. Và những cái lệnh như thế này thì dùng đòn bẩy nó mới đáng. Vì khi xuống dưới nó có những cái key level nhỏ xíu như thế này nè. Hoặc là thậm chí các bạn nào mà mẹo á, các bạn sử dụng cái key level nhỏ này các bạn đánh lên được. Đấy. Rồi sẵn nhắc đến cái này thì mình hướng dẫn cho các bạn luôn. Điều mình sắp nói là điều mà mình chưa chia sẻ trong bất kỳ cái video nào hết. Vì mình chưa có hoàn thành một cái gọi là một cái giáo trình. Mà mình cũng không có ý định hoàn thành giáo trình đó. Nhưng mà mình đưa cho các bạn một cái để các bạn có thể suy nghĩ. Cái này thì đáng lẽ phải thu rất là nhiều tiền mới dám nói cái này. Đó chính là các bạn sử dụng nến weekly engulfing. Luôn luôn nó sẽ có một cái hồi về. Nói luôn luôn thì hơi quá đáng, chắc không phải 80% đó. Nó luôn luôn có một cái hồi về để các bạn đủ đánh ở đây. Hồi lại sell và các bạn đánh được. Nên trong vòng 2 tuần nhỏ, 1 đến 2 tuần nhỏ này, các bạn đều có thể mua lên và lãi. Đó, các bạn thử test lại điều đó đi. Thử đi nha. Cái này là một cái mẹo nhỏ thôi. Mà mẹo nhỏ này không phải đến từ một phương pháp khác hay gì, mà là các bạn phải xem weekly nó mạnh, daily nó mạnh là nhờ mỗi nến nó đều đủ cái yếu tố về cường độ và time factor. Nếu các bạn mẹo một chút, các bạn kết hợp với việc đọc nến trong quá trình này, hay là xuống khung thời gian thấp bẻ nó ra làm 5 nến, thì các bạn sử dụng nến weekly như một chuyên gia luôn. Và tỷ lệ thắng của nó phải gọi là cực kỳ cao. Đấy, mình tiết lộ như thế. Các bạn về suy nghĩ thử. Này, thì chừng nào rảnh thì mình backtest live cho các bạn xem luôn. Backtest live tức là bấm lại như thế này nè. Đấy, chả làm gì hết. Lên này có, nó có cái tool đó. Đây, 100k nha. Đấy, sau đó là bấm cho nó chạy nè. Rồi, thị trường nhớ phân tích nha. Thị trường. Đây là chắc là này dài hơn này weekly rồi. Quên, cái này là WSY rồi. Nên tại đây chúng ta tìm một cái nến đánh xuống. Thì các bạn thử tìm một cái engulfing, các bạn đánh xuống thử đi. Thử test cái này đi. À, engulfing nè. Sell thử nha. Stop loss của chúng ta trên này nha. Rồi, tới đây là hoàn thành trước một cái nội lực của sóng rồi đó. Nhiệm vụ của chúng ta là xuống khung thời gian thấp xem đây có phải là ABC hay không. Vì nếu ABC thì đây chính là cái nến nó khẳng định rằng đây là đỉnh và thị trường sẽ xuống. Còn không thì loanh quanh đây là các bạn có thể là đánh những cái lệnh nhỏ xíu. Chẳng hạn như xuống H4, H1 rồi đó các bạn đánh xuống. Cái này nó rất là hiệu quả, cứ test thử đi. À, muốn cắt lệnh thì bấm đây nha. Rồi, đây là một cái mô hình khác của nến engulfing nè. Mà làm cái này nhiều coi chừng bị lẫm nha. Nhớ là phải học cho xong cái động lực thị trường. Khi nào mà nắm rõ thì các bạn nhìn vào nến, các bạn cũng sẽ thấy động lực luôn. Sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4, sóng 5 nè. Đây là một sóng nè, key level nằm đây. Key level nằm đây thì đây là sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4, sóng 5 nè. Thì khi đó có một cái nến engulfing ngay chỗ này thì thị trường sẽ xuống luôn. Đó, nếu mà đánh nến kết hợp như thế thì phải nói là đỉnh của chóp. Này nói xíu nữa ham dậy quá thì nó lại lạc đề nữa. Nè, WSY nè. Đây là
Đây có nến là vào này. Ôi không có rồi. Một lần test đỉnh rồi. Rồi đây không phải sóng 5. Ủa cái này quên cắt. Cái này phải bấm cắt. Rồi coi như lỗ 400 mấy đi. Đây nến quyết ly nè. Có phải nến quyết ly không? Hồi xíu nè. Sell nè. Đặt stop loss trên này nè. Đấy thử cái trò này đi. Cái trò này rất hay luôn á. Rồi ở đây mà có nến nó đánh tiếp này nha. Nhớ nha, học nến sau khi học động lực thị trường nha. Coi chừng bị loạn đó. Rồi sắp lót rồi, sắp lót rồi, sắp lót rồi, sắp lót, sắp lót, sắp lót, sắp lót rồi. Ok, thôi quay lại. Chứ để xíu nữa. Nói xíu tào lao nữa. Rồi, vậy thì cái vùng này các bạn tìm những cái reaction các bạn đánh lên cũng được. Chờ vùng hồi có key level nhỏ bên trong đánh lên cũng được. Vùng này là vùng đánh lên nha. Để coi này có lệnh không? Chắc không quá. Thị trường phải hồi mới mua được. Và cái gen này là nó phù hợp với cái hướng của Dollar Index. Được, nếu phải mua đô thì đây là coi con đầu tiên mà mình tìm đến cái việc mua lên. Rồi, ông này kỳ trước là nói là chúng ta đang chờ 5 sóng đúng không? 5 sóng có chưa? 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta có lệnh sell đầu tiên ở đây. Lệnh sell này đi được một đoạn không hiệu quả cho lắm. Hôm nay chúng ta có cái gì? Có một tiếp một cái ABC và ABC này ABC mạnh nha. ABC mạnh với kèm một cái này. Mình khá thích cái lệnh này. Sao cái cặp này hiện tại nhìn nó y xì như Dollar Index luôn á. Giống y xì Dollar Index à. Chip thì mình vẫn luôn luôn giữ quan điểm là thị trường sẽ tiếp tục bò xuống cho đến khi nào nó chạm cái đáy này thôi. Cái bản chất của con chip này là khi mà nó di chuyển là nó cứ bò. Nó bò mà dạng gen này nó bò dày. Đấy, gen nó bò này cái nó sẽ quay lên xíu. Nó kiểu như này. Những cái vùng hồi rất nhỏ. Ông chip thì khác xíu. Ông chip thì hồi sau cắm xuống. Sau đó là một cái vùng đai divergence. Sau đó hồi sau cắm xuống. À, có cây sơ đi luôn nằm đây nè, giống y xì cái này, giống y xì cái này, xuống hồi sau, sau đó sideways như này, sau đó cắm xuống, sau đó xuống nhỏ 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 tạo thành đai divergence, sau đó hồi sau lại cắm xuống. Đây cái bản chất của con chip này nó như vậy. Rồi vậy thì chip mình vẫn đang thấy thị trường xuống ngủ à, yen thì thấy lên. À đúng rồi, yen thấy lên nhưng đâu có mua lên ngay. Thị trường vẫn có thể xuống ở đây mà. Vậy thì chip vẫn là một lệnh sell hợp lý. Key level nằm đây. Khung nhỏ coi có không. Khung nhỏ chưa, khung nhỏ đang WSY. Cẩn thận, không có sell nha. Không có chạy theo cái nến này nha. Không có chạy theo mấy cái nến này nha. Mấy cái nến này dễ chạy theo dễ móm lắm. Không có chạy theo nha. Nó mà lên một lần nữa thì nên mừng. Vì lúc đó chúng ta đủ ABC lớn và ABC nhỏ thì chúng ta đánh xuống. Còn không thì cứ để nó cắm xuống như này để hồi lại. Sell xuống. Thị trường H1 rất nhiều cơ hội. Đừng có vì một hai cái nến mà có cái tư duy là giờ không mua thì chừng nào mới mua. USDCAD lại có lực lên mạnh. Còn cái này khá là thú vị. Khi thị trường phá key level như thế này. Kỳ trước chúng ta đang mong là thị trường nó di chuyển để chúng ta hiểu xem thị trường liệu rằng đang hồi lại lên hay là cắm xuống. Đối với ngày hôm nay thì chúng ta có một cái lệnh đây, các bạn đặt lệnh buy limit này cũng được nè. Buy limit và stop loss đây. Đánh lên vì key level phá rồi này. Tuần này nguy hiểm ha, tuần này những cái lệnh nó không có tương quan với nhau hết. Cùng là đô mà mỗi người đi một kiểu. Chưa, cái này chúng ta vẫn phải để đây. Buy được. Sell được. Ozicat hồi sau. Hồi sau. Hồi cái này có ai ăn được không? 1, 2, 3, 4, 5 quá dễ đúng không? Đúng không? Lần này
Lệnh này hướng dẫn rồi nha, mặc lệnh lái nha, xóa nha. Thị trường không phá đáy nhưng phá đỉnh. Điều này ám chỉ rằng thị trường vừa hoàn thành xong một cái sideway. Bây giờ liệu rằng thị trường làm gì đây? Thị trường sẽ làm hai thứ, một là chui lên thẳng phá key level, lúc đó chúng ta mới nghĩ đến cái lệnh mua. Lúc đó chúng ta mới nghĩ đến lệnh mua. Hoặc là chúng ta có key level phá ở đây thì chúng ta nghĩ đến lệnh mua ở đây và thị trường di chuyển lên thẳng. Đây là hai case study để nói rằng thị trường sẽ lên thẳng. Còn nếu thị trường phá key level nhỏ lại di chuyển sát như thế này, sát đáy như thế này lại lên đây, thì chúng ta có một cái case study khác, đó chính là bảng Anh. Các bạn thấy nè, A, B, C. Thì đây nó lại có thêm cái ABC gì gì đó. Đó, nó phá đây. Nó hồi lại thì chúng ta canh, chúng ta mua lên nhưng thị trường không lên mà thị trường hồi rất sát cái vùng này luôn, chưa phá. Thì chúng ta có thể là đang trong một cái sóng trước khi thị trường xuống, rồi chúng ta mới nghĩ đến việc lên hay không, lúc đó sẽ tính. Vậy thì Oscar chúng ta vẫn đang có thể là nằm trong một vùng sideways. Vậy thì xu hướng vẫn là xu hướng xuống, nhưng gãy thì động lực là động lực không rõ, không rõ nha. Còn yếu là phải phá key level rồi, mạnh là phải có đây, chỗ này là mạnh nè, động lực xuống mạnh nè. Còn động lực xuống yếu là có cái này và phá key level. Còn hiện tại nó đang nằm trong sóng 5 nên chúng ta sẽ không biết động lực xuống là mạnh hay yếu, và không có dấu hiệu của việc là, không có cái tín hiệu nào của việc là động lực lên. Vậy thì trong trường hợp này khó cho ban tổ chức rồi, tại vì nó rơi vào mô hình. Đây là mô hình này đánh xuống. Mô hình này thì cần phải có C-way nằm cuối, ở đây không có, hết mới nhận định luôn. Thôi ông này tạm thời bỏ qua tuần này. Oxy chip một pha quay xe rất nhanh, WSY. Với kinh nghiệm của mình thì những trường hợp này hoàn toàn không có sóng 4, sóng 5. Vì kiểu đi của nó rơi vào một số, nó có một số hình mẫu nhất định. Spy thẳng lên, sau đó quay ngược xuống. Thì cái này là WXY hình mẫu này. Thị trường thường là xuống luôn nếu kết hợp với lại phân tích chéo. Nên nếu mà các bạn nghĩ OZ xuống thì đây cũng là một cặp để các bạn có thể vào lệnh. H1 mới xuống hả ta? H1 mới xuống. H4. Ông này hơi khó nha. Ông này các bạn muốn đánh là buộc phải chờ vùng hồi rồi. Phải có vùng hồi thì chúng ta mới giảm thiểu thiệt hại và tăng tỷ lệ thắng thông qua việc là chúng ta bắt cái đáy được. Chứ như này thì nó hên xui. Các bạn phó mặc hết cho sống 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 3. Rồi, cặp này phải đứng chờ rồi. Cạch chip ngược lại là một cặp rất tốt. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta có Division giữa hai sóng lớn, và trong sóng lớn thứ ba chúng ta có Division. Nên nếu bạn nào muốn dò đỉnh thì mình khuyến khích dò cặp này. Đây là một cặp mà rất tâm đắc. Đánh nến ngày thì tuyệt vời nữa. Chờ đi, ngày mai đánh nến ngày xong sell đây, stop loss đây. Còn nếu mà muốn đánh khung nhỏ thì chắc là phải chờ rồi. Tại vì các bạn đánh khung nhỏ, câu hỏi đặt ra là sell được chưa? Và trả lời là sell được rồi. Câu hỏi stop loss đâu? Không lẽ ở đây, không lẽ ở đây, không lẽ ở đây. Không có chỗ nào mà nó có một cái ý nghĩa nhất định hết. Vì vậy nếu bạn sell xong, bạn stop loss bất kỳ lệnh nào ở đây đều là cờ bạc hết, hên xui mà. Nên chỉ có hai cách các bạn làm. Một là sell ở đây và cờ bạc. Hai là các bạn sẽ chờ hồi để tối ưu hóa cái điểm vào lệnh. Và tất nhiên cái nhược điểm sẽ là đi di chuyển thẳng. Thì một trong hai cái này là mình chọn cái số 2. Còn sell luôn stop loss trên này thì quá tốt.
Quá tốt. Tí nữa làm video xong mình vô mình sell lại này luôn. Tại vì cái nhu cầu của mình là tỷ lệ thắng cao và cái risk reward tầm 1 trên 1 là mình vui rồi. 1.5 là mình vui rồi. Và mình cứ lặp đi lặp lại cái quy trình đó. Nhưng mà tỷ lệ thắng phải cao nha. Rồi, cặp này sell nha. Cặp này khuyến khích nha. Euro Aussie thì quay xuống. Này các bạn nhìn nè. Cái khi mà thị trường lên mạnh, thị trường quay là cái góc sóng, chúng ta phản ứng cái vùng góc sóng này. Thì có thể chúng ta đang quay lại, chúng ta retest lại cái góc sóng này. À không, phải nói bên USD Yen chứ. Có thể là chúng ta sẽ quay lại, chúng ta retest lại cái góc sóng này. Tiếp thì dưới. Này mua chưa đây? 1, 2, 3, trước mong chờ số 4. Nó có số 5 luôn, nó làm số 5. Key level nằm đây, chờ 1, 2, 3 phá là mua thôi. Thị trường lại say no, thị trường tạo lập một cái là đẩy sóng 3 xuống tiếp dưới này. Sóng 2 nằm đây, sóng 1 nằm đây, sóng 5 nằm đây, sóng 4 nằm đây. Vậy thì chúng ta không có cơ hội để mua tại vị trí này, mà phải chờ thêm một nhánh nữa. Tức là thị trường sẽ xuống một lần nữa. Vậy đối với Euro Aussie thị trường xuống, để coi có kịch bản nào cho việc này không. Tức là nếu Euro và Aussie cùng xuống, Euro phải xuống rất mạnh, trong khi ông này lại có cấu trúc lên. Có thể nha, thứ sáu tin ra. Còn không thì hai ông này phải lên, ông này lên, ông này cũng lên. Và ông Aussie này lên rất mạnh. Điều này không hợp lý vì chúng ta đang khá tự tin về việc là thị trường đang di chuyển xuống. Còn con khung thời gian thấp nó lại còn gửi tín hiệu là đang xuống cái này. Ông này chắc có khi phải cắm xuống cái nữa quá. Chưa được. Ông này thì mình nhận định xuống nha. Nhận định là xuống. Và chúng ta đang đi ngược lại với động lực chính của thị trường. Nên chúng ta sẽ nhận định xuống nhưng không trade. Con là không trade. Nó kiếm cặp khác tốt hơn trade. Ông này cũng năm sóng, sau khi năm sóng thì đâu chịu làm như này. Hai ông này giống nhau hết nhé, không có sự khác biệt. Hai ông này bỏ nha, tuần này không có lệnh đâu. Cha nội này y xì luôn, bỏ nha. 1, 2, 3, 4, 5. Phải đủ mới trade được. Ông này cũng vậy luôn, y rứa. Vậy đối với những cặp có hai đồng Á này là chúng ta bỏ tuần này không rớ được. Eurobao một lệnh lãi, một lệnh lỗ tại vị trí này. Thì thị trường di chuyển kiểu này thì mình đang thấy là thị trường sẽ hồi lại và cắm xuống. Nên với mình đây là một vùng tốt để sell xuống. Vùng tốt để sell xuống. Weekly cũng là một cái nến để đáng để thử nè. Các bạn test luôn coi mình có chém gió không. Nến weekly mạnh nè, nên thị trường xuống nè. Đấy, test thử thì mình có chém gió này không nha. Nên mình sẽ thấy thị trường xuống. Đang phân tích công bằng nha, không có dựa vào mỗi cái nến đó không nha. Cái nến đó là một cái gọi là cái bonus thêm, một cái tự tin thêm cho các bạn thôi. Chứ nguyên tắc đề ra là phải đi theo. Nguyên tắc chúng ta đề ra là ABC, W, Y, V, V, các kiểu là phải đi theo. Hiện tại thì chúng ta cũng vừa hay đủ yếu tố time factor. Được, ông này chắc mình nhắm xuống và nhắm tới đây thôi. Đây vẫn là vùng mua lên của mình. Ông này mình sẽ nhắm xuống nha. Rồi, ông này sell nha. Bạn nào muốn tối ưu cái lệnh thì chờ thêm một nhịp nữa mới có key level và sell xuống. Lúc này stop loss nó sẽ nhỏ hơn. Mình thì sẽ chuyển sang chế độ tìm sell lệnh này luôn. Nếu hai này xuống, bảng Anh đang lệch với lại G. G chip thì sau khi phá cái sóng 5 ở đây, 1, 2, 3, 4, 5, chúng ta có 1, 2, 3, chờ vùng hồi và xúc nha.
1, 2, 3, 4, 5. Chờ phục hồi và sell xuống nha, lệnh này sell được. Key level của chúng ta tiếp trên này là rồi, chờ vùng hồi sell xuống. Lệnh này đánh được. Phá cái đáy này. G chip nói xuống. Euro nói xuống. Euro bao nói xuống. Vậy nếu ông này xuống, phải do ông chip di chuyển mạnh. Hoặc là G. Hoặc là G. Euro xuống mạnh hơn G. Khó quá. Cát lại di chuyển mạnh có IBC. Phá key level, vậy đây chính xác là một, vậy là một cái trade xuống. Coi coi, nguy hiểm quá. Cái này vừa lý thuyết là một lệnh đó, 1 2 3 4 5 nè, đây là lý thuyết là nó phải là một lệnh đó. Các bạn có thể sell luôn ở đây nè, đấy đúng lý thuyết thì đây là một, phải là một lệnh sell, và các bạn sẽ vào lệnh mà gọi là máu lạnh luôn. Phải vào đến khi nào mà các bạn không còn sợ những cái lệnh như thế này nữa. Để chúng ta làm quen với tâm lý và quen với cái khái niệm cơ bản á. Nhưng hiện tại đây là dò đỉnh nha. Dò đỉnh thì luôn luôn là mình không khuyến khích. Tại thứ nhất, cái take profit chúng ta không làm chủ được. Đôi lúc thì nó xuống dưới, nhưng cái đôi lúc này nó thấp lắm. 10 trường hợp thì khoảng 2 trường hợp thôi. Trong khi đó thì phần nhiều nó sẽ xuống tới đây. Thì cái risk này qua quá thấp mà còn đánh ngược với xu hướng chính nữa. Đây, đây là một lệnh cho study thôi, học thôi nha. Mình không khuyến khích đánh lệnh này nha. Tại vì chúng ta phải đánh dấu hết để chúng ta xem cái lực chung của thị trường đối với cặp G như thế nào. New Zealand chip, chúng ta đang chờ một cái sóng 5 đúng không? Sóng 5 nhưng mà các bạn bỏ nha, không đánh lệnh này. Lý do là chúng ta cùng cấu trúc với cạch chip và cạch chip đẹp hơn. Đây, ông này đẹp hơn. Chúng ta mấy ông chip phía sau Euro chip này. Euro chip không được. Rồi, cặp chip phía sau chuyển sang cạc chip đánh cho mình và chỉ sell thôi. Những lệnh này quá easy rồi. Thì cùng lắm các bạn sẽ xuống dưới, các bạn retest lại cái đáy trước khi thị trường làm mấy cái linh tinh ở đây. Nên đây là một lệnh tối thiểu tới đây nè. Trong khi đó thì cũng hợp lý vì chip chúng ta chỉ còn một đoạn nữa là chạm cái đáy dưới đúng không? Chúng ta còn một đoạn nữa là chúng ta chạm cái đáy dưới. Rồi vậy thì mình sẽ xóa cái chip này mà mình sẽ kết luận là toàn bộ cặp chip nào đứng phía sau chúng ta sẽ về và chúng ta đánh cả chip cấu trúc đẹp nhất có nến sẵn. Cáp di chuyển lên mạnh hơn N. Cát vừa lên mà nợ cũng lên. Ông này muốn làm gì đây? Tại vì nếu mà thị trường di chuyển xuống tiếp thì nó sẽ gãy cho chúng ta là 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng ở đây nó không gãy vậy mà nó gãy là 1, 2, 3. Trong đó có 1, 2, 3. Vậy thì nó ngược với lại xu hướng. Ngược với xu hướng. Không phải là không xuống được mà là không sell được. Không có lệnh để sell, không biết thế nào là đỉnh để sell. Còn cấu trúc xuống là vẫn có nha. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là vẫn là một cấu trúc xuống á. Rồi, mình giải thích hờ như thế này là phòng khi, ví dụ ngày hôm nay đến ngày mai mà nó có cái key level thì thứ sáu vẫn có thể đánh được, nhưng mà không khuyến khích đâu. Và cặp nào mà tỷ lệ thắng cao cao xíu. Rồi, bây giờ sẽ có một gian này. Yen thì nãy chúng ta nói là thị trường hồi lại, chúng ta sẽ canh, chúng ta mua lên trong đó. Hồi lại mua lên trong đó Aussie Yen. Aussie Yen lên khá là mạnh. Khá là mạnh. WSY. Yen này mình bó tay luôn á.
1, 2, 3, 4, 5. Ngoài 3, 4, 5 xong cái làm WSY lên. Vậy thì nó đang trên đường lên. Thì nó sẽ tiếp tục thực hiện cái 1, 2, 3, 4, 5 này thông qua việc lên này. Nhưng thị trường quyết định không lên thẳng. Lên thẳng tức là một sóng, hai sóng và lên thẳng ba sóng. Và thị trường sẽ chia ra. À, rồi có thể là cái kịch bản này. Kịch bản là chúng ta đang trong năm sóng. 1, 2, 3, 4, 5. Đây, cái kịch bản mà mình có thể thấy. Đấy. Đây, năm sóng như thế này. Vậy thì thị trường nó đang trong sóng 3 rồi. Đang trong sóng 3 thì tức là chúng ta không có một cái vùng hồi nào của H4. Mà không có vùng hồi nào của H4 mà key level chưa phá. Vậy thì chúng ta hoàn toàn mù tịt về những cái thông tin xác nhận thị trường sẽ tăng. Chúng ta không có những cái loại thông tin đó mà thị trường nó sẽ di chuyển theo kiểu là sẽ quay rất ngắn lên, sẽ quay rất ngắn lên, sẽ quay rất ngắn lên nếu nó tạo sóng 3. Vậy thì để trade được những loại như thế này thì chúng ta phải có được một trong hai loại thông tin, đó chính là Yên Nhật spy mạnh hoặc là Aussie spy mạnh nhờ tin tức thị trường lên mới được. Nên ở đây là ngoài khuôn khổ mình chia sẻ với các bạn rồi nha. Cái mình nãy mình nói là mình chỉ giới thiệu thôi. Chứ nó vào nó thì nó nghiêng về cái trường phái là news trading rồi. Các gen này phá key level. Sao mấy ông gen này di chuyển ABC nằm đây rồi giờ buy sell kiểu gì đây? Không được, cũng không được. Như không có duyên với mấy cặp gen này sao á, bỏ lỡ cơ hội quá trời luôn. À, đây có một cái vùng supply demand này. Ở đây chúng ta quay lại xem. Ở đây chúng ta có một cái lệnh sell đúng công thức, phải là lệnh sell đúng không? Mình hướng dẫn các bạn là bấm sell ở đây vì mục đích học tập. Nói rõ đây là một mục đích học tập. Các bạn sell đi và các bạn đếm xem bao nhiêu trường hợp nó sẽ di chuyển thẳng xuống dưới này. Thì đây là một case study của việc nó không thành công. Rồi, nhớ chụp ảnh lại. Làm thành một cái bộ data thì các bạn sẽ phân tích cái việc mà chúng ta sell vô tội vạ, tỷ lệ thắng, ấy quên, tỷ lệ thị trường từ đây di chuyển xuống đây là bao nhiêu rồi. Sell một cách vô tội vạ nha. Còn không vô tội vạ thì đây là key level lớn nè. Rồi, sau đó các bạn sẽ làm thêm là những cái trường hợp mà chúng ta sell ngược chiều như thế này thì thường những cái nhỏ này là cái mà cứu chúng ta nè. Nó di chuyển lên nhìn có vẻ giống năm sóng lắm. Key level nằm đây. Thị trường cứ lên đây đi lên. Rất nhiều trường hợp như thế này. Về phân tích cơ bản, giải thích thì nó sâu xa và tạo ra một vùng như thế này. Đây là vùng mà các bạn có thể yên tâm mà kiếm những lệnh mua lên khi thị trường hồi lại. Đặc biệt là các bạn supply demand zone với lại những cái bạn đánh SMC á, canh thị trường xuống đây, nó sẽ làm chính xác như này nè. Nó sẽ xuống đây rồi nó làm lại cái bài toán của USDGen, tức là thị trường làm một vùng hồi, sau đó là lên sideways, spy lên xuống đây, retest lại lần nữa, spy lên, sau đó quay lại đây. Đấy, thường các bạn mình thấy các bạn buy đây và stop loss nhà chỗ này, chính xác cái bài này sẽ bật lên rất là mạnh. Giống chỗ này, cái mà chúng ta đang mong chờ bên 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 cặp nào quên tiêu rồi, Eurogen hả? Không, Ggen, tức là thị trường đang nằm đây nè. Chúng ta đang mong chờ thị trường di chuyển xuống tới cái vùng này. Rồi thị trường sẽ làm cái nhánh này lên sideways, spy lên và lần thứ, nếu mà tính dưới đáy lên thì đây là lần thứ hai spy lên. Nhớ nha, đây là công thức của hình như của SMC hay sao ấy. Rồi thị trường xuống canh nó ở đây, ở đây loanh quanh tại vùng này thị trường
lên sideways, spy lên sideways. Vì cái bản chất này đánh được khi chúng ta kết hợp với cái việc kiếm được cái góc sóng. Cái góc sóng nằm đây. Góc sóng này có cái đặc điểm là spy như thế này nè. Này nó có quá nhiều cái loại kiến thức mà giải thích nửa vời, nhưng mà như thế này thì mình rất là bực mình. Mình nói tóm gọn là có một cái vùng các bạn có thể mua được nha, tại vị trí này. Ok, thôi tóm tắt thị trường. Nãy giờ nói dài dòng quá. Chúng ta sẽ có một tin tức vào đêm ngày thứ tư, rạng sáng ngày thứ năm, chính xác là 1 giờ sáng, đối với tin đô la. Nó là thay tin tức về thay đổi lãi suất của đồng đô. Và thứ tư, thứ sáu chúng ta sẽ có 7 giờ 45 chiều, 19 giờ 45 chúng ta sẽ có tin tức về RMB, ngân hàng New Zealand. Nên chúng ta sẽ phải cơ cấu lại cả danh sách này. Vì khi mà lệnh nó di chuyển thì cái đặc tính của chúng ta đang sử dụng là MT4, MT5. Và cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng là CFD. Vì vậy thị trường có sự giãn nở về spread nhất định. Nên đối với lệnh mua, lệnh bán thì chúng ta phải phân ra hai loại. Lệnh về cơ cấu lệnh chung, chúng ta sẽ chuyển hết về cái việc là chúng ta đánh những lệnh chung và dài hạn. Các bạn hạn chế đánh những lệnh trung hạn. Ví dụ như lệnh euro, ngày mai chúng ta có tin tức thì các bạn như thế này. Đây, một cái ví dụ cụ thể. Chẳng hạn như các bạn thấy ở sóng cuối như thế này, nó sẽ có là 1, 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn thấy rất hợp lý cho cái việc là dò đỉnh đúng không? Dò đỉnh đây A, B, C nè. Rồi phía trước có 1, 2, 3, 4, 5 nữa. Thấy rất là hợp lý luôn. Nhưng mà các bạn phải né tin tức ra nha. Vì tin tức là nó thuộc cái dòng là nó dao động ngắn hạn theo phiên và theo thanh khoản của thị trường. Nên phân tích kỹ thuật nó sẽ xếp sau. Nên nếu mà các bạn có phân tích đúng, mình nói nếu phân tích đúng đi chăng nữa, thị trường sẽ spy, phá cái key level của các bạn xong, phá cái stop loss của các bạn xong, sau đó nó đổi chiều. Vì đây là cái biên độ dao động, cái fit data thôi, chứ nó không liên quan là gì đến cái lượng mà các bạn vào. Không liên quan đến cái gọi là gì ta, cái thanh khoản, cũng giống như là cái hướng mà các bạn sẽ đánh á. Khi mà những tư bản lớn, ví dụ họ đánh xuống đi, thì nó sẽ không liên quan đến cái đoạn dao động này. Dao động này tùy vào cái gọi là cái thanh khoản, thiếu hụt thanh khoản của thị trường mà nó sẽ tạo nên hiện tượng này. Vì có những lúc mấy ông đó cái đầu mấy ông sạn không hay sao, suy nghĩ được mấy trò hay lắm. Có những lúc mấy ông nhờ cái nguồn thông tin data mà các bạn, mà mấy ông biết được những cái thị trường mà nó bị thiếu hụt thanh khoản, ví dụ như những cái khoản này, thì mấy ông có những cái cách mà để cho thị trường spy lên, và khi đó các ông sẽ có được những cái lệnh sell rất tốt. Nên dù cho ông muốn sell thì thị trường dao động ngắn hạn vì hiện tượng thiếu hụt thanh khoản, nó vẫn spy lên một cái đúng công thức nha. Dù các bạn sell đây đúng công thức chuẩn luôn, 100% không sai công thức nào hết, nó vẫn spy nhẹ lên cái nó xuống được. Vì vậy nếu có tin tức các bạn phải quản lý tin tức, nếu không thì dù cho phương pháp nào thì chăng nữa mình chắc chắn luôn, nó nằm ngoài phạm trù của phân tích kỹ thuật mà. Dù cho engulfing đẹp đến cỡ nào mà các bạn định nghĩa engulfing đó, kệ. Engulfing màu đỏ đúng không? Đây này, engulfing. Engulfing đẹp đúng không? Ngày mai tin tức ra cái nó giật lên cái nó giật xuống, nó làm thành cây outside bar. Nó lại tiếp tục di chuyển xuống. Nên không có một phương pháp nào đúng khi mà tin tức nó cận kề. Đặc biệt là những cái tin tức đến từ news, rating chứ, đến từ rating. Nên khi các bạn sell, các bạn chú ý chuyển hết những cái trạng thái ngắn hạn về trạng thái trung hạn, và những trạng thái ngắn hạn các bạn sẽ vào lệnh sau tin tức, nhớ câu đó nha. Rồi một cái nữa là những cái lệnh đối với lệnh sell chúng ta sẽ quản lý khác, và những lệnh buy chúng ta quản lý khác. Vì cơ chế khớp lệnh là lệnh sell, khi sell là sẽ khớp lệnh sell, nhưng lệnh buy như giá á, nhưng mà giá bid thì chưa khớp. Nên khi mà thị trường nó ra tin thì hai cái spread này nó sẽ giãn. Bình thường có 5 mà. Nếu mà 5 thì tin tức nó sẽ giãn thành 50, gấp 10 lần. Vậy thì khi các bạn đặt stop loss tại vị trí này, thị trường dù nó có đứng yên một chỗ nhưng sàn nó phải kéo cái spread này ra. Vì cái này là arbitrage. Rất nhiều arbitrage.
Rất nhiều quỹ hedge fund trên thế giới sử dụng arbitrage để sống. Nên họ sẽ giãn cái spread này ra để bảo vệ chính họ, chứ không phải là sàn đểu đâu. Mà họ sẽ bảo vệ chính họ. Nhưng có những sàn giãn từ 5 đến 10 lần là chấp nhận được. Có những sàn đểu nó giãn tới 20-30 lần là không chấp nhận được. Vì vậy khi nó giãn gấp 10 lần là một chuyện rất bình thường, đặc biệt là những sàn đểu. Nên khi mà các bạn sell ví dụ ở đây mà stop loss ở đây, ngày mai thị trường nó vẫn đơ ngay chỗ này lúc mà ra tin, nhưng mà spread nó giảm là các bạn sẽ cắn stop loss luôn đó. Nên những bạn nào mà đang có lệnh thì phải giảm 1/2 volume lại. Giảm 1/2 volume đồng nghĩa với các bạn được nâng cái stop loss lên, đúng không? Và áp dụng cái nguyên tắc đầu tiên nãy mình nói, sau tin tức được vào lệnh ngắn hạn, trước tin tức được vào lệnh trung và dài hạn. Đó, cái quản lý lệnh là như vậy nha. Đối với lệnh sell là như vậy, còn lệnh buy thì các bạn không cần. Chẳng hạn như kiếm cái nào buy ta. Kiếm cái nào buy. Chẳng hạn như lệnh buy đi, thị trường hồi lại. Rồi đây là thời điểm tin tức, nên giá ask và giá bid nó sẽ nằm đây. Khi các bạn mua là các bạn sẽ trả luôn giá này rồi, trả luôn giá bid rồi. Nên khi thị trường có giãn nở nữa, nó không dính cho các bạn. Vì nó giãn là nó giãn cái giá bid, chứ nó không giãn giá ask. Nên khi giãn là ông này sẽ bị nâng lên, nhưng mà các bạn trả giá này rồi. Và khi khớp lệnh đối với lệnh mua, khớp stop loss đó là nó sẽ khớp loss theo giá ask. Nên nó sẽ không ảnh hưởng các bạn, nên các bạn vào lệnh được trước tin tức cũng được. Những cái lệnh ngắn hạn đó, UG thì có thể vào được trước tin tức cũng được. Nhớ nha, cái này là cái cơ chế về lệnh. Đối với những bạn nào chưa hiểu những gì nãy giờ mình nói, thì xem lại video là trượt giá hay lừa đảo trên kênh của Tradapic. Và có thẳng một cái trường hợp trượt giá luôn. Mình đặt lệnh sell đây, thị trường nằm đây. Lệnh sell stop, thị trường nằm đây nha. Sau đó thị trường ra tin tức cái nó cắm thẳng xuống như này. Một tích giá, tích giá. Tích giá từ đây thay đổi xuống dưới này. Thì cái lệnh sell stop của mình khớp, nó khớp ngay vị trí này. Thành sell thực ngay vị trí này. Mặc dù lệnh sell trên này và nó lệch gần như là cả mấy chục pip. Và hiện tượng này là bình thường. Và mình hiểu cái này rồi nên mình không sao hết. Nó có một cái video hướng dẫn cái này và có một cái case study thật luôn. Đó là ví dụ. Rồi, tuần này mình muốn các bạn tập trung vào những lệnh sell trung hạn, là những lệnh sell Aussie. Mặc dù đây có spy nhưng đừng có sợ, cứ tiếp tục sell cho đến khi nào thị trường phá cái đáy này. Rồi, nếu mà mình nói sai thì thôi đừng nghe video nữa. Nếu mà mình nói đúng thì mua khóa học ủng hộ nha. Xuống như này, New Zealand chúng ta tiếp tục canh xuống như này, trung hạn hết. Đối với lệnh yen, không, đối với lệnh mua thì chúng ta sẽ có một lệnh mua ở đây. Nếu mà thị trường lên thẳng thì chúng ta quá xui rồi. Chúng ta mong chờ thị trường hồi lại xíu, chúng ta sẽ có một lệnh tốt hơn để mua nha. Yen không mua được, yen nó phải chờ hồi mới mua. Rồi, cắt chip chúng ta có thể vào sell nè. Ôi, nó chạy xuống đoạn rồi nè. Sell luôn đi cũng được. Kết thúc video này mình cũng sell mà. Mình sell luôn, mình ăn có nhiêu đây thôi nè. Tại vì khi mà nó xuống như này thì đây là cái góc sóng, đúng không? Nên ví dụ như mình lãi 1R thôi. Là ví dụ R của mình là 100 đô. Và khi xuống thị trường mà lên cái mình sell, thị trường lên cái mình không cần tín hiệu nữa hết á, mình sell luôn. Mình dò đỉnh luôn và mình stop loss đúng bằng 100 đô đó. Thị trường nó di chuyển có một đoạn mình cắt luôn. Và cứ như thế mình sẽ scalping theo cái việc dò đỉnh và mình scalping được vài lệnh nhỏ. Cho đến khi nào mà mình thấy cái hiện tượng này thì mình sẽ ngưng scalping. Vì thị trường nó cần phải hồi lại cái, nó hồi lại cái mạnh như thế này. Đấy, đó là cái cách làm của mình. Rồi, Eurobond thì thị trường đang di chuyển lên mạnh. Sao nhìn nó đáng sợ vậy ta? Hồi về nhiêu rồi? À, mới 50 à. Mới 50 được, kệ nó. Còn bạn nào sợ cái lệnh này á thì chờ 1, 2. Nó có IBC các bạn bắt đầu sell xuống nha. Thôi các bạn làm như này đi. Còn nếu dò đỉnh thì để tiền dò đỉnh hai cặp này nha. Rồi, đây là lệnh trung hạn nha. Đây là một lệnh ngắn hạn nè. Vậy là chúng ta có 3 lệnh ngắn hạn.
Hai lệnh trung hạn chứ, đây là lệnh ngắn hạn, đây là trung hạn này. Giờ cát này vào học thôi, thôi đừng vào. Tuần này chúng ta có khá ít lệnh, có 3 lệnh đó thôi à. Rồi, ông này spy mạnh lên. Nếu mà như thế thì buộc chúng ta phải cố gọi đây là ABC mà sống cụt rồi đúng không? Đấy, chưa có phá đáy nên gọi đây là sống cụt rồi. Còn một trường hợp là chúng ta đang có là đây là running flat và thị trường sẽ xuống. Nhưng đó là phỏng đoán thôi. Bây giờ làm thế nào để chúng ta biết được? Các bạn tìm cho mình một vùng hồi hoặc là giống như thế này, hoặc là giống như thế này, hoặc là giống như thế này. Này quá đẹp rồi, nhưng mà cái chiều ngược lại nha, không cần hồi sâu nên chúng ta sẽ phá nguyên tắc một xíu, chúng ta không chờ hồi về 50 mà chúng ta chờ hồi loanh quanh khoảng 30 thôi. 30 thôi thì các bạn có thể đánh rác ao lên. Ngộ ta. Vàng lên. Thì thường đô và vàng sẽ đi ngược hướng nhau. Vàng lên, không lẽ ông này định cắm xuống cái nữa. Vàng thì cặp này không sở trường của mình rồi, vì sở trường của mình là những cái cấu trúc mà nó hoàn chỉnh, những cái cấu trúc hoàn chỉnh. Đối với cặp này thì chúng ta không có cấu trúc hoàn chỉnh đến từ sóng ABC mà chúng ta chỉ có cấu trúc từ sóng cụt, cộng với lại nếu giả định nó sóng cụt, chúng ta có những cái spy lên nói rằng thị trường nó đang có WSY thì vùng hồi ở đây chúng ta đánh lên được. Nếu mà phải đánh giá mức độ tự tin thì mình đang cho rằng mức độ tự tin của mình ở trung bình thấp thôi, không quá thấp nhưng mà trung bình thấp. Nếu mà này mình sẽ bỏ qua vàng. CFD mà, CFD thì cứ lựa cái nào có stop loss đánh cho nó thoải mái. Còn nếu mà vàng thì thường là mình đánh spot. Mà như nói rất nhiều tuần từ trước rồi, spot thì với mình đây là vùng để mình chốt lời. Vì nó nằm ngay đỉnh này rồi. Nằm ngay đỉnh này thì nó sẽ có hiện tượng là lên, quay lại đây, lúc đó hãy mua sau. Vì lúc đó chúng ta có cái tin tức về việc là, có cái thông tin về việc là vàng spy lên khá là mạnh. Chứ không là trên này ngay vùng đỉnh nằm mấy ông kia úp sọt cái là trở tay không kịp á. Nó lại đứng trên đỉnh của thiên hạ nhìn mọi người nữa. Nên với spot thì mình chốt rồi. Spot thì mình chốt là có những cái lệnh mua không phải ở đây đâu, mình có những lệnh mua vàng thực ấy, vàng miếng ấy, hơi trễ xíu nhưng mà ở đây vì lúc này rất là rõ, 1, 2, 3, đây 1, 2, 3, thị trường hồi xuống, mình ra mình cầm tiền mua vàng luôn, về cất két. Hiện tại nếu mà tính như này chắc phải lời về 25%. Đấy thì chúng ta sẽ kết hợp CFD rồi spot, rồi kết hợp cả chứng khoán nữa, chứ không đánh mỗi CFD. Giai đoạn này là giai đoạn mình không đánh CFD. À nhầm, giai đoạn này không đánh spot chứ. Phải chốt lại spot, chuyển sang CFD chứ. Vàng thì thôi nha, mình có một cái nhận định ở đây nhưng mà nó là ở trung bình thấp. Dầu đảo chiều hả? Không lên nữa hả? Với cái đà này là nó cắm nó xuống đáy này luôn rồi. Vì chúng ta đang có một cái manh nha về lực xuống. Trong đó chúng ta lại có thêm một cái lực nằm đây nữa. Vậy với mình đây là thị trường xuống xuống rồi. Chỉ cần chờ hồi và xúc ông này. Một vùng hồi tốt luôn luôn là cái mà CFD chúng ta mong chờ. Vì chúng ta có thế mạnh đến từ đòn bẩy nên việc chúng ta cần làm là phải có được một cái stop loss tốt thì cái đòn bẩy nó sẽ phát huy tác dụng. Mình không cổ súy cho những cái câu nói như là đánh 0,5%, 1% đâu. Mình sẽ nói thẳng luôn.
Nếu đã đánh CFD, thế mạnh của nó là chúng ta nhồi lên được, chúng ta có sử dụng được số vốn gấp 500 lần, 1.000 lần bình thường. Nên chúng ta sẽ sử dụng cái thế mạnh đó. Nhưng đánh nó phải có cái chiến thuật và nó phải có cái stop loss. Chứ không phải là chúng ta cứ nhờ cái CFD, nhờ cái đòn bẩy đó mà chúng ta vào. Đó thì cứ thị trường lên thôi, sell đi, lên sell đi, lên sell đi và mong chờ thị trường sẽ đảo chiều. Đây gọi là cầu nguyện, trader hệ cầu nguyện, không thích. Mà ở đây sell, stop loss đúng ở đây. Và ở đây khoán luôn 1.000 đô. Nếu cầm 1.000 đô mà bán dầu trên thực tế, lãi bao nhiêu? Trong khi đem 1.000 đô mà vào thị trường CFD này, mà nhồi đòn bẩy 1.500 thì xuống đây nó kiếm được 5.000, tức là 500% rồi trên số 4. Thì chúng ta sẽ kiếm được khoảng 5.000, 6.000 gì đó, đúng không? Đây là sức mạnh của CFD nè. Nhưng các bạn lại không làm điều đó mà các bạn cứ cầu nguyện, không chịu stop loss. Điểm chết người là phải tìm được stop loss á. Rồi bắt đầu có manh nha lên rồi nha, đúng là kế hoạch làm nha. Bắt đầu kiếm những con nào có cái phiên sàn hoặc là trong phiên nó đang sàn, sàn dưới á. Bắt đầu mua lên, thị trường sẽ retest lại vùng đỉnh này. Đấy. Rồi thêm một cái nhận định đến từ H4 nha, thỉnh thoảng mới có những cái nhận định như thế này thôi. Nếu mà sai thì không được xem video nữa, xóa kênh cho đá biết đi. Đấy các bạn đừng xem mình nữa. Còn nếu đúng thì phải đăng ký khóa học nha. Còn nếu sai thì thôi. Được, mình nói chứ mình thấy con này được, nó vui thôi chứ thấy này được. Thậm chí các bạn có thể stop loss ngay đáy này luôn. Tức là đô lên đáy mà phá đáy, xả xả lệnh luôn, xả hàng luôn. Nhìn daily cho chắc. Ô đâu rồi? Được, mình thấy lên được, chuẩn bị đang lên rồi đó. Kiếm những con sàn đánh lên luôn. Bitcoin, ủa sao tăng ta? À, nó đang có một nhịp nhỏ như thế này. Bitcoin thì mình mới vừa xả hàng con này một xíu. Mình có vài coin ETH thôi. Mình đang xả ETH vì mình cho rằng thị trường nó cũng lên được nhịp nữa. Kệ đó, nhưng mà mình thấy chỗ này là ok nhất để xả và mình sẽ mua lại khi mà thị trường nó loanh quanh vùng đáy này. Chưa có một góc nhìn nào nó đang lên nha. Hay nói cách khác là chúng ta vẫn đang nhìn thị trường lên, không đồng ý với quan điểm là thị trường lên thẳng. Chúng ta không bàn luận về việc lên, cũng không tranh cãi với ai là không lên, mà chúng ta chỉ nói là thị trường nó đang nằm ở sóng 4, nên cái mà chúng ta mong chờ là thị trường xuống, nên việc lên chúng ta sẽ không bàn cãi với ai hết. Trong đó lên thì nằm ở đáy đâu cũng không biết nữa. Thị trường này thì theo quan điểm về spot, theo cái gọi là cái thế giới quan về spot, cái lăng kính về thị trường spot, thì về quản lý rủi ro mình nghĩ là nên chốt lãi, nên nghĩ chốt lãi và chờ cơ hội để mua sâu hơn. Nếu các bạn vẫn FOMO thì vùng tiếp theo mua phải là 22.000, ít nhất ở đây phải 22.000, chứ vùng này là bắt đầu mình chốt lãi. Mình đang mong thị trường giá xuống, lên đây cái nó xuống dưới thì mình sẽ bắt đầu mình mua trung bình giá. Rồi bạn nào còn câu hỏi nào không? Có thể, thiệt, có thể Mỹ kỳ này vỡ nợ rồi. Cắt chip giữ lệnh luôn được không? Cắt chip giữ lệnh thì phải có lý do. Hiện tại các bạn thấy đây là đáy của mọi cái đáy luôn. Tức là chúng ta đang làm một cái điều là chúng ta đoán coi đáy nằm đâu để chúng ta cắt lệnh, đúng không? Câu hỏi của bạn là đoán xem đáy nằm đâu để chúng ta cắt lệnh, thì nó sẽ trả lời được cái câu hỏi của bạn là có nên giữ lệnh hay không. Mà theo
JV Evermore thì không bao giờ được đánh giá cái sức mạnh của thị trường thông qua việc là chúng ta dò đỉnh, vì chúng ta không biết được thị trường nó sẽ di chuyển như thế nào ở những vùng đáy như thế này cũng như đi dò đỉnh, nên mình sẽ không làm một cái việc dại dột mà mình đã từng làm rồi, đó chính là đoán xem cái đáy này nằm đâu. Vì đôi lúc những lệnh sell ngắn hạn như thế này nhưng nó có di chuyển kiểu này nè, kiểu này suốt năm suốt tháng suốt năm suốt tháng, nó sẽ có những cái đoạn như thế này. Ở đây tốn chắc phải 33 ngày, tức là 2 tháng sau nó chỉ di chuyển như thế này, nó không hồi sâu nha, nó hồi rất nhỏ nhưng nó cứ xuống lên xuống như này từ 1 đến 3 tháng, có cái gọi là 3 năm thì phải. Nhìn nè, weekly nè, thị trường nó sẽ quay giai đoạn này nè, impulse sideways đủ năm sóng, phá key level hồi lại mua lên lãi, thị trường lại tiếp tục làm này và nó giữ nguyên giai đoạn sideways này cho đến 3 năm trước khi thị trường làm 1, 2, 3. Euro có một cái giai đoạn như thế này. Vậy ví dụ như cạch chip các bạn đang nằm đây thì sao? ABC sẽ đầy chỗ này nè, bảo đảm luôn, xuống đây đi. ABC thấy đầy luôn nhưng thị trường xuống, 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 xuống. Vì vậy chúng ta không làm cái việc là phán đoán xem đâu là đáy của thị trường cũng như không đi dò đâu là đỉnh của thị trường. Mà nếu các bạn là một cái trader mà có kiến thức cơ bản thì bạn có thể chia sẻ góc nhìn cho mình về việc nó có di chuyển sai hay không. Còn chiếu theo phân tích kỹ thuật, chúng ta sẽ làm với một cái phương pháp như sau. Có hai phương pháp các bạn chọn nha. Một là sell xuống, sau đó các bạn sẽ dời stop loss. Có người dời theo mấy cái gì ta? Mấy cái tool gì mà tính 1R cộng với lại cái điểm á. Quên mất tiêu cái tên này. Có người thì dời theo những cái key level. Dời chừng nào nó khớp thì thôi. Có người cái có người cuối á chính là mình á, là sẽ làm theo phương pháp là sell thị trường xuống, cắt. Sau đó thị trường lên, mình dùng đúng $100 đó mình dò đỉnh, sell thị trường xuống, cắt. Sau đó thị trường lên mình đánh có đúng một loại lot thôi nha. Sau đó thị trường xuống. Sau đó mình lại cắt. Sau đó cứ như vậy mình làm. Và mỗi lần dò đỉnh là có lý do chứ không phải là thấy thị trường lên là dò đại đâu. Nó sẽ có những cái đoạn chẳng hạn như ABC. Lúc đó ABC lớn, ABC nhỏ gì đó mình không sợ, mình đánh hết á. Nhưng mà phải tích lũy một cái đoạn lãi, chính là những cái đoạn này. Lệnh đầu tiên luôn luôn phải là một lệnh thắng thì mới dễ làm trò đó. Như với mình là sell cắt, sell cắt, sell cắt và là chờ cắt. Đấy. Với mình thì mình đang làm theo phương pháp này. Đây là phân tích về lý thuyết nè. Sell chờ hồi, sell chờ hồi, sell chờ hồi, sell chờ hồi. Chứ giữ lệnh luôn thì không có thông tin. Đặc biệt là chúng ta đang ở trong sóng cuối. Chém gió một xíu. Ôi, hôm nay nói từ 9 giờ đó, 9 giờ nay gần 11 giờ đó. Thôi nghỉ. Rồi. Rồi thông báo với các bạn là mình sẽ off ngày 9. Ngày 9 nhá, ngày 9 tháng ngày 9 đó, thứ ba tuần sau là mình sẽ off nhé. Thứ năm này chúng ta vẫn xem bình thường. Ngày 9 này chúng ta sẽ off. Và nếu trong thứ sáu này sau khi mà tin tức Euro ra mà thị trường di chuyển mạnh quá thì mình sẽ cập nhật với các bạn thông qua Weekly Outlook ở thứ bảy. Và nếu mà không có tin tức vào thứ bảy thì mình có thể cập nhật Daily Outlook riêng cho các bạn thôi. Thì mình dặn hờ như thế.